Ngày 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Thái Sơn sinh năm 1978, kém cõi trú tại làng Mạc Dướng, làng Mạc Dày Đưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, về tội giết người theo luật pháp tại điểm 1, khoảng 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình, bị cáo Đặng Thái Sơn do mâu thuẫn với anh Bàn Văn Dũng trú ở làng Mạc Dướng, làng Mạc Dày Đưa, nên ngày 27 tháng 2 năm 2019, Sơn đã bỏ thuốc diệt cỏ vào thùng phi chứa nước sinh hoạt của gia đình anh Dũng. Vào thời điểm này Sơn nhận thức rõ ràng thuốc diệt cỏ là chất độc có thể làm chết nhiều người. Rất may, hành vi hung của bị cáo Sơn bị anh Dũng cùng người dân xung quanh phát hiện và ngăn chặn kịp thời nên chưa gây ra hậu quả. Cơ quan điều tra công an tỉnh Hòa Bình đã lập cặp nắm giữ Đặng Thái Sơn, đồng thời khám nghiệm hiện trường, thu giữ các tang chứng có liên quan. Bản kết luận giám định của Viện Pháp y Quốc gia Bộ Y tế cho kết quả, tìm thấy trong thùng đất nước anh Dũng chất độc Paracuas, Lifosas, Phenitothum và Triclofon, có thể gây tử chiến rất nhanh. Tại phiên tòa, sau khi lưu ý các tình tiết nội dung vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thái Sơn 9 năm tù giam, đồng thời yêu cầu bị cáo bồi kém cõi cho gia đình bị hại hơn 30 triệu đồng.